nay Trinh sẽ chia sẻ một siêu phẩm đang cực hot dạo gần đây luôn, mà Trinh cũng nghiện em nó luôn. Đây, đó là siêu phẩm này đây. Collagen tươi strong. Đây, hôm nay Trinh sẽ đập hộp khui em nó ra cho mọi người coi luôn nha. Trời ơi, dạo này mê em lắm. Rồi xong. Đây, siêu phẩm strong. Đây, chín chai, để cho mọi người xem luôn. Đây, em strong này đây, Trinh cực kỳ ghiền em này luôn á. Đó. Một ngày á thì Trinh uống 50ml. Cái strong này là Trinh sử dụng được hơn 2 tháng rồi, và hồi hôm trước cũng có một event siêu khủng để ra mắt sản phẩm strong này. Hôm nay Trinh đập hộp vậy thôi chứ Trinh nghĩ là mọi người đã biết cái sản phẩm này rồi. Đây, Trinh rất là mê em này nha. Tại vì nhờ em này giúp cho Trinh đẹp ra nè, trẻ ra nè. Nên là mọi người thấy là dù 30 tuổi rồi nên là ra ngoài đường ai cũng khen Trinh khoảng nhiều lắm là 25 tuổi thôi. Em này á thì mỗi một ngày là Trinh uống 50ml. Một ngày thì mọi người có thể uống được 100ml. Tại vì Trinh rất là thích em này. Tại vì em này collagen ở trong cái em này rất là cao luôn. Nên là tại vì bình thường mỗi ngày là Trinh có uống Beauty Plus nè, rồi Trinh uống Ngọc Nhũ Nương nè, rồi Trinh uống Mỹ Nhân Hoàng Cung mỗi sáng. Nên là mỗi một ngày á thì Trinh chỉ cần nạp 50ml của John này thôi. Còn nếu như chị em phụ nữ nào mà ít có uống thực phẩm chức năng hay là ít có bổ sung cho cơ thể của mình giống như Trinh á, thì một ngày mọi người nên uống 100ml đó. Tại vì một ngày á cái lượng mà mình hấp thụ vào cơ thể của mình nó chỉ được 6.000 thôi, mà mọi người uống nhiều hơn á thì nó cũng không sao, nhưng mà nó sẽ bị phí và nó sẽ bị đào thải ra. Nên là mọi người uống tốt nhất là 100ml đổ lại thôi. Với lại điều thứ hai á mà Trinh thích John này á, đó là cực kỳ dễ uống luôn. Tại vì cái tính của Trinh á, cái nước nào mà thật sự là Trinh không uống được nước suối. Nên là mọi người nhiều khi mọi người thấy clip mà Trinh uống BT Plus hay là Trinh uống Ngọc Nhũ Nương á, mọi người thấy Trinh uống nước không phải là nước suối, thì vì bản thân Trinh không uống nước suối được. Trinh chỉ uống nước dừa, là bình thường là Trinh ở nhà là Trinh hay uống nước dừa, nước trái cây, nước ngọt, nước trà, nước cà phê sữa ví dụ chẳng hạn. Nên là Trinh rất là thích John này, tại vì mọi người biết cái collagen thường thường những cái sản phẩm khác nó hay bị tanh lắm, nên là Trinh khó uống được lắm. Nhưng mà cái John này nha, nếu mà mọi người muốn uống ngon á, mọi người để vô tủ lạnh, trời ơi nó lạnh uống vô đã dữ lắm, uống mà cứ thích uống hoài luôn á. Nhưng mà uống hoài thì nó sẽ phí. Nên là một ngày Trinh chỉ nạp 50ml thôi. Cái nào mà sản phẩm nào tốt á, là Trinh sử dụng tốt thì Trinh sẽ review với mọi người. Còn sản phẩm nào mà Trinh cảm thấy Trinh dùng mà nó không hợp với bản thân của Trinh á, thì Trinh sẽ không có review với mọi người đâu. Đây, một ngày là Trinh uống 50ml như thế này nè mọi người, trời ngon lắm. Cái vị của nó giống như là nó ngọt ngọt, nó chua chua mà nó không có tanh. Nó giống như là mọi người nếu mà mọi người đi máy bay mọi người uống nước ép táo ở trên máy bay á, thì ở đó thì nó giống giống vậy, nó không có tanh cái gì luôn á. Mọi người uống buổi sáng cũng được hay là buổi tối cũng được, tùy nhớ lúc nào thì uống lúc đó thôi.